Sáng hôm qua, trên dòng kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện hiện tượng cá nổi hàng loạt đang cả dòng kênh, gây hiếu kỳ cho người dân đến xem cũng như bắt cá. Mặc dù việc câu bắt cá trên dòng kênh này đã bị ngăn cấm từ lâu. Những con cá trồi lên như thế này chỉ cần bỏ cần câu súng là giật lên được mà không cần mồi. Đây là hình ảnh diễn ra tại bờ kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè ở thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Suốt dòng kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, từ Thảo Cầm Viên đến đường Úc Tịch, xuất hiện hiện tượng cá nổi lên đen cả dòng kênh, chủ yếu là cá rô phi, mỗi con trọng lượng từ 200g đến khoảng gần nửa ký. Người dân hiếu kỳ đứng lại xem và bàn tán, trong khi đó nhiều người lại thi nhau đem bao và vợt đến vớt cá, câu cá quanh các đoạn bờ kênh. Theo một số người dân sống quanh khu vực kênh, hiện tượng cá trồi lên hàng loạt như thế này là do cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến đêm qua ngày 8 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm cá trên dòng kênh ngộp và phải trồi lên để thở. Cộng thêm trước đó, thành phố đã thả thêm một lượng cá lớn xuống dòng kênh. Hiện các lực lượng chức năng đã xuống hiện trường xem xét để có biện pháp xử lý kịp thời, không để người dân hiếu kỳ đồn thổi gây hoang mang, cũng như ngăn chặn việc câu bắt cá tràn lan gây mất mỹ quan và trật tự đô thị.